Thưa quý vị, bánh đồng su phô mai thời gian gần đây đang là món ăn vặt tạo nên phong trào trong giới trẻ, dù chỉ mới xuất hiện khoảng đầu tháng 9 năm 2023. Ở những quầy bán, nhiều người trẻ không ngại xếp hàng dài đến vài tiếng đồng hồ để chờ mua bánh. Điều này cũng làm trò lưu bánh đồng su phô mai này trở nên lan rộng ở nhiều tuyến đường, phố ẩm thực các quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ cần gõ cụm từ khóa bánh đồng su phô mai trên Google, lập tức xuất hiện nhiều tiệm bánh ở khắp các quận trong thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, chủ của một số tiệm bánh đã biến tấu họa tiết bánh đồng xu có khuôn đúc này thành hình quốc huy và tiền có mệnh giá 500 đồng. Sau khi hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã có hỏi về việc liệu chủ tiệm sử dụng khuôn và in hình quốc nguy cùng 500 đồng lên bánh có vi phạm pháp luật hay không. Theo luật sư Nguyễn Tri Đức, Giám đốc công ty luật 360 tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong điểm B khoảng 2 của điều lệ số 973 ngày 21 tháng 7 năm 1956 có quy định hình quốc huy chỉ được in hoặc đóng bằng dấu nổi trên huân chương bằng khen thủ tướng chính phủ, các văn bản ngoại giao, hộ chiếu, công hàm. Cũng theo luật sư Nguyễn Tri Đức, quy định tại khoảng 4 điều 23 luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010, khoảng 3 điều 3 quyết định số 130 năm 2003, việc sao chụp tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước là một trong những hành vi bị nghiêm cấm. Bên cạnh đó, theo khoảng 4 điều 31 Nghị định 88 năm 2019 cũng quy định, hành vi sao chụp, in ấn, sử dụng bố cục, một phần hoặc toàn bộ hình ảnh chi tiết hoa văn của tiền Việt Nam không đúng quy định của pháp luật là hành vi vi phạm pháp luật. Đối với cá nhân có hành vi sao chụp, in ấn, sử dụng bố cục, một phần hoặc toàn bộ hình ảnh chi tiết hoa văn của tiền Việt Nam không đúng quy định của pháp luật thì phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng. Còn với tổ chức có hành vi vi phạm thì mức phạt là từ 80 đến 100 triệu đồng. Ngoài ra, hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ tăng vật, phương tiện thực hiện hành vi vi phạm. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy toàn bộ tăng vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm, buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. Luật sư Đức cho biết thêm rằng, nếu tổ chức cá nhân sử dụng hình ảnh quốc huy nhằm mục đích khác, xúc phạm quốc huy sẽ bị xử lý hình sự về tội xúc phạm quốc kỳ quốc huy quốc ca, theo Điều 351 Bộ Luật Hình sự hiện hành. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanh niên.vn cùng kênh youtube của Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.